Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cách đây không xa, chỉ 1-2 ngày trước thôi thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 2021, nhưng chiếc đó là sản xuất năm 2020 quý bạn nhé, và đăng ký năm 2021. Vừa rồi thì tôi lại cũng mua về được một chiếc xe Kia Cerato này, sản xuất là năm 2021 luôn quý vị bạn nhé. Sản xuất năm 2021, đăng ký năm 2021, đăng ký là cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh có 1.700.000 km thôi. Và cái đồng hồ này là chúng tôi vẫn cam kết là đồng hồ nguyên bản, không tua quý bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp. Đấy, và chiếc xe mới lăn bánh có 1.700.000 thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng quý bạn nhé. Và chiếc xe Kia Cerato này ở cái phiên bản 2.0 Premium, phiên bản đầy đủ nhất, cao cấp nhất đấy quý bạn nhé. Và chiếc xe này cũng gần giống như chiếc xe hôm trước, đó là được chủ xe đã độ lên màn hình Android và camera 360 đây, đầy đủ hết cả rồi. Cảnh báo áp suất lốp đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe cũng độ lên là một cái gói độ đồ độ rất là xịn quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất năm 2021, đăng ký cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 1.700.000 km này, thì chúng tôi đang bán với giá là 668 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả dần trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
quay cho nó thật các bạn ạ. Nhưng cái ốc chân máy này, thưa với các bạn này, ốc chân máy này còn nguyên bản hết này, ốc mặt máy cũng còn nguyên luôn các bạn nha. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Riêng về cái động cơ này thì sau khi tôi quay cái video này thì một lát nữa là tôi sẽ cho đi dọn rửa cái động cơ này. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng tôi thì chắc chắn cái động cơ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là quý vị các bạn xem ở cái video này thì nó có sao thì tôi quay như vậy ạ. Đấy, nó hơi bẩn một chút thôi vì xe chúng tôi mua về chưa dọn. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2.0 2021 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ DOHC 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu đây quý bạn ạ. Chỉ có hơn 5 lít xăng cho 100 km quãng đường trường quý bạn nhé. Quãng đường bên trường thì là hơn 5 lít, chứ còn nếu như mà kết hợp thì nó phải hơn 7 lít. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là đồng hồ chuẩn không tua này, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản và tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 668 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2021 phiên bản 2.0 và Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2021 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.